anh Bảo Hoàng có thông tin cập nhật gì mới cho tụi em ạ? Mỗi lần anh Bảo anh nói tụi em mừng lắm. Em chia sẻ rõ với mọi người là hai tủ thuốc là giá trị bao nhiêu tiền? Dạ, hai tủ thuốc của mình 7,5 triệu đồng một tủ thuốc là 15 triệu đồng, tương đương với một tuyệt tác trong ngày hôm nay ạ. Và không biết là có vị khách mời nào sẵn sàng mang hai tủ thuốc đến cho các bạn nhỏ và mang tuyệt tác này về nhà không ạ? Trong chương trình gây quỹ tủ thuốc cho em ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được để mức giá cho mỗi bức tranh bằng hai tủ thuốc cho các bé. Và như team nội dung của chúng tôi cũng đã chia sẻ, thì một tủ thuốc chúng tôi hy vọng là có thể quyên góp được 7,5 triệu đồng. 25 triệu. Nghe thì rất là bất ngờ. Bất ngờ là tại sao 7 triệu rưỡi ở đâu? Em là người tính toán ra được những cái số tiền của cái tủ thuốc ra 25 triệu. Em được xác nhận đó là một bức tranh giá 15 triệu, một tủ thuốc giá 7 triệu rưỡi. Có phải bài toán là một bức tranh đổi hai tủ thuốc và em truyền đạt hoàn toàn không sai thông tin của Project Leader của em? Và không biết là có vị khách mời nào sẵn sàng mang hai tủ thuốc đến cho các bạn nhỏ và mang tuyệt tác này về nhà không ạ? À? Dạ, anh Bảo Hoàng có thông tin cập nhật gì mới cho tụi em ạ? Mỗi lần anh Bảo anh nói tụi em mừng lắm. Em chia sẻ rõ với mọi người là hai tủ thuốc là giá trị bao nhiêu tiền? Dạ, hai tủ thuốc của mình 7,5 triệu đồng một tủ thuốc là 15 triệu đồng, tương đương với một tuyệt tác trong ngày hôm nay ạ. Không có chạy ra được. Đây là một vấn đề rất là lớn. Khi mà mình đọc sai số tiền thì tất cả những nhà hảo tâm ở bên dưới thì họ cũng sẽ hiểu sai cái giá trị của cái tủ thuốc. Và team Hằng cũng hơi có một cái lỗi, đó là mọi người chưa check lại cái brief của MC với cái nội dung mà team nội dung đưa ra. Tại vì team nội dung gửi nội dung quá là gấp. Dạ, em xin mời anh ở bàn phía bên này. Thưa quý vị, tôi thấy một chương trình thật sự là ý nghĩa. Ở đây chúng ta trân trọng cái giá trị của những nghệ sĩ sáng tác ra những bức tranh này với một cái hoàn cảnh đặc biệt, là cái giá trị của nó lại còn giúp ích cho được những cái trẻ em có những hoàn cảnh đặc biệt thông qua cái chương trình tủ thuốc cho em rất ý nghĩa này. Thế thì tôi cũng xin phép cho tôi được mua một bức tranh ủng hộ cho các em, và cũng mong cái chương trình này nó sẽ lan tỏa mãi. Vâng, xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn anh Thiết Văn Hòa. Và em xin mời anh lên sân khấu, và mình sẽ đến với bức tranh mà mình mong muốn mang về, được không ạ? Mình cảm thấy là mình có duyên với bức nào, anh cứ đến với bức đó, bởi vì nghệ thuật. Nghe bên trong mọi người rất là nhiều team đang bàn tán, Ngọc cảm thấy bối rối và rất sợ, vì mình cũng không biết bằng cách nào để mình giải quyết vấn đề liền ngay lúc đó. Đăng Nhi, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh rất nhiều. Hằng cũng có hỏi lại ý kiến của chị Trang, và lúc đấy chị Trang cũng đã quyết định là đem cái một cái tờ brief khác sang đưa cho MC. Xin mời anh. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mình là một bác sĩ nha khoa. Do vậy mà khi nghe cái dự án của các bạn ngày hôm nay thì thực sự là rất đồng cảm. Mình sẽ xin tham gia mua một bức tranh để ủng hộ cho chương trình tủ thuốc. Bên cạnh đó thì là một bác sĩ răng hàm mặt, cho nên là mình xin phép gửi tặng thêm 1.000 bàn chải đánh răng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Tiên rất nhiều. Mặc dù chị Trang đã ok, chị sẽ cho người ra nói với cả MC là bây giờ đã thay đổi là 25 triệu rồi chứ không phải là 7 triệu rưỡi. Nhưng mà khi mà bắt đầu đến người đấu giá thứ ba thì cũng chưa thấy MC nói gì. Mình xin chào tất cả mọi người. Học trò của mình thì cũng có rất là nhiều bạn, thậm chí câm điếc bẩm sinh luôn. Cho nên là tôi vẫn có một cái sự cảm nhận và đồng cảm rất là lớn cho cái buổi tiệc ngày hôm nay. Và tôi cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi thông tin đến đây để mà có cơ hội tham gia cùng với mọi người trong cái mong muốn như vậy. Trung có thể không mua, nhưng mà Trung có thể ủng hộ cho 10 tủ thuốc, không biết có được hay không. Wow, đánh chính liền đi.
ngồi trên đống lửa. Thay vì mọi người mua 10 tủ thuốc với giá 250 triệu thì mọi người mua 10 tủ thuốc với giá chỉ có 75 triệu. Mình là Nguyễn Chí Bảo. Bây giờ mình xin chọn bức tranh ngoài cùng. Cảm thấy rất là lo lắng mà rất là bứt rứt. Tại vì không làm cách nào khác, không thể, mình cũng không thể trực tiếp có thể chạy ra mà nhắc chị Ngọc được. Chị cho ngay một bạn lên để nhắc MC chỉnh lại ngay lập tức, không là sẽ sai rất là nhiều nha. Thì mình cũng sẽ ủng hộ cho chương trình là thêm 30 triệu đồng. Mình không biết là nó là được bao nhiêu tủ thuốc, nhưng mà mình sẽ cố gắng gọi là ủng hộ nhiệt tình nhất đối với chương trình. Dạ, em cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Và em xin mời anh Nguyễn Chí Bảo tiến lên sân khấu. Bảo là phải lên luôn, lên luôn nha. Nhưng mà áp lực quá. Em không nghĩ, em nghĩ là đây là một cuộc thi đi thi siêu trí tuệ chứ không phải là cuộc thi hoa hậu nữa. Một tràng pháo tay thật lớn cho tấm lòng vàng của nhà hậu tâm của chúng ta. Dạ, khi nãy thì chúng ta có nói về những tủ thuốc đúng không ạ? Và nếu mà quý vị có để ý kỹ trong phần của team nội dung thì chúng em xin xác nhận lại, đó là một tủ thuốc của chúng em trị giá đó là 25 triệu đồng để cho có thể đầy đủ nhất về cơ sở vật chất, thiết bị cũng như là các thuốc cũng như là những cái vật dụng cần thiết cho các bạn nhỏ. Và một lần nữa chúng em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.